Việt Nam và bài viết về phát triển đô thị thông minh với tình hình mới. Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ các nền tảng công nghệ số, quý thính giả có thể tải ứng dụng VOV cùng hành Android hoặc iOS và chọn nghe VOV. See, and do you have any idea who stole it? Well, Inspector Tate thinks we do. So, tôi duy mình gặp được bài hát này thì nó cũng rất là tình cờ. Thì mình và bạn Trung Mai Du, tác giả của bài hát cũng có chơi. Luôn cảm thấy bực bội trong người. Tôi phát hiện ra bệnh bắt đầu từ năm 2016. Tôi cảm thấy như là lúc nào nói nhiều là mất tiếng. Một cái nhóm thứ hai là đau xương gót. Thì đau xương gót thường gặp ở những cái người mang giày có cái phía sau. Không có gì là không thể, và hãy cùng tôi thử điều tra nghiền lẻ một cách ở bao chồng nhé. Việc liên quan đến chủ nghĩa để mà sinh tồn, để sống chuyển tích cực. Sau đầu tháng thứ tư là tôi cảm thấy mình như là đỡ hẳn luôn. Nói